Xin chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ một phương pháp nhanh để phục hồi hoa lan thối nhũng mà ai cũng có thể làm được. Khi các bạn có những cây hoa lan như thế này, chúng ta cần phải cách ly ra khỏi những cây khỏe mạnh vì vi khuẩn và nấm lây lan rất nhanh, và điều này sẽ ảnh hưởng đến những cây hoa lan khác. Những cành hoa đã bị héo rũ. Những chiếc rễ đã bị khô rất nhiều. Và những cây hoa lan này các bạn đừng vội bỏ đi. Các bạn hãy cắt bỏ những cành bị khô này ra khỏi cây. Các bạn cần kiểm tra thật kỹ trước khi chúng ta quyết định cắt bỏ những chiếc rễ bị hư này. Và những chiếc rễ như thế này, các bạn nên cắt bỏ. Sau đó chúng ta sẽ rửa cho thật sạch. Sau đó chúng ta chỉ sử dụng một tép tỏi. Và làm nát ra. Cho vào nửa lít nước ở nhiệt độ phòng. Sau đó các bạn đặt gốc hoa lan vào đây như thế này. Và chúng ta sẽ lọc lấy nước. Các bạn sẽ ngâm gốc hoa lan trong nước tỏi này trong 25 phút. Sau đó các bạn hãy lấy gốc hoa lan ra. Với những gốc cây như thế này, các bạn sẽ phục hồi lại rất nhanh. Sau đó các bạn sử dụng rêu cho vào nước tỏi này để khử khuẩn cho chất trồng. Sau đó các bạn có thể tận dụng những chai nhựa như thế này và cắt giống như mình. Và chúng ta sẽ khoét những lỗ ở đây. Và cho một ít sỏi nhỏ vào đáy chậu. Các bạn cho rêu vào đây. Và mình sẽ đặt phần gốc hoa lan vào như thế này. Sau đó các bạn cho nước vào.
qua nước, chỉ ngập một phần của những viên sỏi này. Các bạn chỉ kiểm tra để thêm nước cho chậu cây. Bốn ngày một lần, các bạn hãy dùng nước để phun sương giữ ẩm và đặt cây cố định ở nơi khô ráo, thoáng mát. Và đây là kết quả sau 25 ngày tiếp theo. Những chiếc rễ đã bắt đầu được hình thành. Cây nhỏ đã được phát triển. Với cách làm đơn giản này, khi độ ẩm luôn được duy trì tốt, những cây hoa lan nhỏ và rễ sẽ được phát triển rất nhanh. Các bạn hãy nên dùng nước chúng ta tưới phun sương thì cây nhỏ này sẽ được lớn nhanh hơn. Sau đó các bạn sẽ đặt vào vị trí cũ như thế này. Và sau 2 tháng tiếp theo, khi độ ẩm luôn được duy trì tốt, cây hoa lan đã bắt đầu phát triển được những chiếc lá khỏe mạnh, xanh tốt hơn. Rễ cũng đã phát triển được rất nhanh. Và với cách làm đơn giản này, các bạn rất dễ dàng để hồi sinh những cây hoa lan phát triển được tốt hơn. Mình luôn có chia sẻ nhiều cách, các bạn có thể xem và lựa chọn những cách làm nào phù hợp nhất. Và đến giai đoạn này, chúng ta hãy cho thêm một ít rêu. Hy vọng sẽ luôn giúp ích cho các bạn rất nhiều. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công.